rây đây không giúp mà dân dốc bô dốc xe rồi chở hết rồi cháy rồi hốt chạ này rồi cháy rồi thâu cô thâu cô ơi cháy cô ơi chú hốt rồi chứ mấy cái đồ xanh nó để họ hốt là họ đây trời 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 sao để là để hốt quá chứ cậu chua họ bị nó nọn đấy rồi mà con hốt chở đây là cháy rồi càng nói con càng hốt vậy. Ê, giữ cho được cô hốt mấy bao cô đi rồi mà hốt nữa hốt cái xe đi chục núa bằng núa còn mạnh bằng ê này hốt chở đây là cháy rồi ta mua không tiền hay sao rồi tự thấy xe lên nặng mừng như tết vậy. Đây là đoạn video clip được một số tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội Facebook vào sáng 18 tháng 5 năm 2023. Nội dung đoạn clip quay lại cảnh một số người dân dùng tay cào hốt gạo đổ ra đường từ một xe tải sau vụ tai nạn giao thông tại phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Một số người dùng xe máy chở bao gạo hốt được đi nơi khác. Một vài thanh niên tại hiện trường cũng lên tiếng căng căng người dân dừng tay hốt gạo. Để xe con đi rồi con muốn hốt quay lại con hốt con muốn làm thì con làm. Xe người ta xử lý sang thì còn lệ thì hốt hốt chứ xe đon bị rồi mà hốt chở chạ rồi cháy rồi. Sau khi được đăng tải, đoạn clip được nhiều người chia sẻ bình luận. Trong đó đa số người bình luận bày tỏ thái độ phẫn nộ và bức xúc vì cho rằng người dân không giúp đỡ tài xế bị nạn mà tranh thủ lúc khó khăn để hồi của. Một số người còn cho rằng hình ảnh trong clip làm mất mặt người dân địa phương. Tuy nhiên cũng có người bình luận cho rằng cần phải xác minh cụ thể, đoạn clip ngắn chỉ có lời dẫn dắt của người quay clip nên chưa thể khẳng định được chính xác nội dung vụ việc. Trước những ý kiến và tranh luận trái chiều thì mới đây người trong cuộc đã lên tiếng về vụ việc. Lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, tổ tuần tra của đơn vị này đã có mặt để xử lý hiện trường. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng có một số gạo đổ ra đường đã dính nhớt dầu xe. Tài xế đã cho người dân hút về cho vật nuôi ăn, chứ không phải hôi của như thông tin trên mạng xã hội. Sáng 19 tháng 5, anh Nguyễn Văn Có, 27 tuổi, ở thị xã Hoài Nhơn, là tài xế xe tải chở gạo trong clip cho biết đang làm việc với lực lượng công an về vụ việc này. Theo anh Nguyễn Văn Có, khoảng 5 giờ sáng 18 tháng 5, anh lái xe tải chở gạo di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam Bắc, đi đến đoạn qua khu phố Văn Cang tại phường Hoài Đức thì va vào đuôi xe container đang đậu bên lề đường. Anh bị kính xe vỡ văng trúng gây vết thương, phải vào bệnh viện khâu lại. Bên cạnh đó, điện thoại của anh bị rơi, dính dầu nhớt bị hỏng nên phải đem đi sửa chữa. Tài xế Nguyễn Văn Có khẳng định không có xảy ra việc người dân tranh nhau, hôi của như trên mạng xã hội chia sẻ. Anh cho biết, ai đi qua đường quay rồi đưa lên mạng, chứ sự thật không đúng như vậy. Anh cho rằng việc người dân hút gạo bị bẩn dưới đường thì không có gì và coi như người dân đã dọn thì anh khỏi dọn. Cũng trong sáng 19 tháng 5, ông Trần Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoài Đức cho biết đã giao công an phường kiểm tra, truy tìm để xử lý người quay clip rồi đưa lên mạng xã hội. Theo ông Trần Văn Cường, thông tin về việc người dân hôi của sau vụ tai nạn giao thông là không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương, gây bức xúc cho người dân.